nội các Cyprus nhóm họp thảo luận về chương trình của Nguy, tên từ Nicosia. Nội các Cyprus đã nhóm họp một tiếng đồng hồ trước khi các ngân hàng đóng cửa 10 ngày, mở cửa trở lại. Tổng thống Nikos Anastasiades cũng đã gặp Ngoại trưởng Thụy Điển, ông Carl Bildt. Trong hai ngày qua, hàng ngàn người Cyprus đã xuống đường ở thủ đô bày tỏ sự tức giận đối với chính phủ. Bộ Tài chính đã ban xác lệnh giới hạn mỗi người dân chỉ có thể rút 300 euro một ngày, cấm rút tiền bằng ngân phiếu. Ngân hàng Trung ương sẽ xếp mọi vụ chuyển ngân thương mại trên 5.000 euro, không chuyển ngân quá 200.000 euro. Người dân Cyprus ra nước ngoài chỉ có thể mang theo 1.000 euro. Là nước chỉ có 860.000 dân, nhưng các ngân hàng Cyprus đang nắm giữ 68 tỷ euro. Hệ thống tài chính Cyprus đã lôi cuốn người ngoại quốc ký thác, nhưng ngân hàng Cyprus đã gặp khó khăn sau khi đầu tư ở Hy Lạp bị thua lỗ và mất tiền.